Trim, Trim 2, nơi đây luôn trong tình trạng hỗn loạn, đến lúc phải thay đổi rồi. Thầy Martin có thông báo mới. Đã đến lúc chọn ra từng chủ tịch hội học sinh. Chỉ diễn ra 4 năm một lần. Các ứng viên đều mong muốn chiến thắng, kể cả Tony, anh chàng giàu nhất trường. Anh luôn tin rằng quyền lực càng lớn thì sẽ càng nổi tiếng, và rồi anh sẽ là vua. Còn Chuy, anh chàng không giàu có gì, chỉ muốn được công nhận. Bước đầu tiên để trở thành chủ tịch là một chiến dịch quảng bá ấn tượng. Chuy đã có sẵn ý tưởng rồi. Kế hoạch của Chuy có 3 ý chính. Phần 1, không giáo viên. Phần 2, không thi cử. Mọi người đều thích thế ha. Và cuối cùng, Chuy không có đủ giấy để viết phần 3, nên anh chàng đã viết lên trên áo thêm nhiều giấy. Wow, Chuy ấn tượng đó. Nhưng không phải ai cũng hưởng ứng cả. Tony đã thay quần áo rồi. Tony có nhiều tiền để chi trả cho một màn thuyết trình chuyên nghiệp. Đám đông chẳng cần những lời hứa sướt mướt. Họ muốn thấy những hình ảnh ấn tượng và cam kết táo bạo. Tony hứa rằng sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng điều không mong muốn đã được ghi lại. Thật là thảm họa mà. Chiến dịch không thể bắt đầu bằng một vụ bê bối. Nhưng Tony quyết tâm chiến thắng. Ngoài những lời hứa mạnh mẽ, cử tri chỉ hứng thú với một chương trình kịch tính. Ở đây bầu cử giống như một bữa tiệc, và Tony biết rõ điều đó. Anh chàng khuyến khích mọi người cá cược vào trò chơi để được bình chọn. Bạn cần thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng hãy nhớ rằng cờ bạc còn tùy vào tình huống, đặc biệt là ở trường nha. Thầy Martin đuổi nhóm cử tri đi và cảnh báo Tony về hành động của cậu. Vì Tony đam mê cờ bạc, có lẽ anh sẽ muốn đặt cược với điểm số của mình. Bala Sibu, chọn tốt đấy, điểm F. Xin lỗi Tony, cờ bạc nguy hiểm lắm. Dù có đang bầu cử thì vẫn phải làm bài kiểm tra thôi. Nhưng đây sẽ là cơ hội tốt để lấy lòng các cử tri. Chuy là một học sinh giỏi. Nếu anh chàng mách bài cho mọi người, họ có thể sẽ bỏ phiếu cho anh chàng ngay. Việc này không chỉ lấy được phiếu bầu trực tiếp từ cử tri, mà còn gián tiếp qua việc làm người tốt. Chuy có thêm nhiều phiếu bầu khác, và không phải từ học sinh. Thầy Martin hài lòng với sự nhiệt tình của Chuy. Nếu Chuy có thể nhận được đánh giá tốt hơn, thì thầy Martin sẽ công nhận anh ta. Wow, sự công nhận của thầy sẽ rất có ý nghĩa với Chuy. Tony đã phủ khắp khuôn viên trường bằng chiến dịch tờ rơi của mình. Anh ta giàu sụ nên có thể vung tiền đút lót cử tri. Bất quá anh ta sẽ bỏ tiền mua phiếu hoặc bất cứ khi nào có thể, kể cả đối thủ của mình. Chuy vẫn nhận hối lộ. Số tiền đó có thể giúp được anh và chiến dịch của mình. Ví dụ, anh chàng có thể mua lại những cử tri cũ của mình. Rất nhanh sau đó, toàn bộ khuôn viên ngập tràn hình ảnh của Tony. Rõ ràng khi cuộc bầu cử đang diễn ra, Tony đã thuê toàn bộ máy in, máy scan quanh trường. Tại Trung Trung 2 chưa từng có chiến dịch quảng bá rầm rộ như vậy. Trừ vụ bầu cử tổng thống thật, và người đó chính là bố của Tony. Những tờ áp phích cản trở việc sử dụng tủ khóa. Tony rất tốn công để mở tủ của mình, nhưng lại giống hành động phá hoại. Thầy Martin không vui, thầy bắt Chuy phải dọn sạch hết tờ rơi. Không công bằng, nếu có ai đó giúp. Wow, vũ trụ như nghe thấy tiếng nói của Chuy. Khi Chuy đang làm sạch keo dính trên tủ khóa, đột nhiên anh chàng được khen ngợi. Bác bảo vệ rất hài lòng. Đây là ứng cử viên tổng thống đầu tiên không coi thường công việc khó khăn của ông. Cử tri được ăn ngon sẽ là một cử tri tốt. Chuy sẽ cho bạn mình ăn. Món duy nhất mà anh chàng có thể mua, mì ý. Rất nhiều người muốn thức ăn miễn phí. Họ xuất hiện ngay lập tức luôn. Nhưng không chỉ có Chuy, ai đó cũng có chung suy nghĩ.
nhưng anh ta dùng cách thức cạnh tranh hơn. Pizza miễn phí cho ai bỏ phiếu bình chọn. Trò gian lận kinh điển. Chewie coi như thua vòng này. Nè, nếu Tony muốn gây chiến, anh ta sẽ phải trả giá. Đám đông sẽ được xem màn kịch khác thôi. Ai cũng có thể đấu tranh cho ứng cử viên của họ. Riêng vệ sĩ của Tony, cuối cùng anh ta cũng được nghỉ. Cuộc chiến có vẻ không dễ gì dừng lại. Nhưng Chewie đang nắm giữ át chủ bài. Món ngon mẹ nấu. Ai là người đau khổ nhất trong suốt cuộc bầu cử? Bác Lao Công. Sau màn trình diễn kịch tính là một đống hỗn độn. Tệ nhất là chẳng ai thèm món pizza nữa. Họ sử dụng pizza như vũ khí. Tony có rất nhiều tiền, nên anh chàng luôn là mục tiêu bị bắt nạt. Vì vậy, anh luôn có vệ sĩ ở bên. Tony không rảnh để bận tâm chuyện bắt nạt. Anh ta rất bận với chiến dịch. Nhưng kẻ bắt nạt chẳng nghĩ nhiều, kể cả là đối tượng là ai. Tên người xấu này đã dừng lại đúng lúc. Anh ta không tấn công Chewie, ngược lại còn muốn kết bạn nữa. Anh chàng luôn mơ mộng làm vệ sĩ. May là khả năng động của Nate không tốt lắm. Bầu cử là những cuộc tranh luận. Chewie gặp khó khăn với bài phát biểu của mình. Anh đã mất nhiều ngày để viết nó, nhưng không thể nghĩ ra từ phù hợp. Chewie không cô đơn, thầy Martin sẽ giúp đỡ lại anh. Đó là điều duy nhất mà Chewie không phải lo lắng. Nhưng anh chàng nên mặc gì hôm phát biểu đây? Chewie không có bộ quần áo trang trọng nào. Không thể trần truồng được mà. Mọi người sẽ chọc quê anh ta mất. Bài phát biểu có hay đến đâu, nếu ăn mặc như trò hề, mọi người sẽ chế nhạo anh chàng. Không được, phải tích cực lên. Chewie, tỉnh táo lên. Mọi người sẽ lắng nghe mình thôi. Chewie đang làm rất tốt. Ở một vài điểm, Tony cũng đồng tình với anh chàng. Nhưng rồi Tony nhớ ra mình cũng phải phát biểu. Anh đã chuẩn bị trước, khởi đầu rất tốt. Bí mật cho điều này là tên vệ sinh. Anh ta sẽ nhắc lời qua tai nghe cho Tony. Duy nhất có điều mà Tony không ngờ đến, tên vệ sĩ hôm nay phải xem trận đấu của đội bóng yêu thích. Wow, sẽ nguy hiểm lắm đây. Hy vọng họ sẽ không thắng. Không thì tệ lắm luôn. Không, họ thắng rồi. Tony lẽ ra không nên dồn hết công sức vào việc này. Hành động như thế trong bài phát biểu, không đời nào thắng được phiếu bầu đâu. Tony lại lần nữa trở thành trò cười cho cả trường. Tình bạn giữa Nathan và Chewie có thể làm nên chuyện lớn đây. Ví dụ, Nathan có thể bày cho Chewie cách để chơi bẩn, như là để vứt bỏ sự cạnh tranh. Nate có nhiều loại vũ khí lắm. Món đồ yêu thích là cái ống hút này. Nó đã được nâng cấp đặc biệt. Không phải bắn bóng nước thường thôi đâu nha, mà là bóng nước sơn. Tony vô cùng hoảng loạn. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Chewie bắn trúng hồng tâm. Màu sơn che mất chữ chủ tịch rồi. Các phòng bỏ phiếu sẽ đóng vào ngày bầu cử. Chúng ta sẽ sớm biết được tân chủ tịch là ai. Mọi người có vẻ đã không còn quá sôi nổi về sự cương điệu của cuộc bầu cử. Trừ các ứng cử viên, chúng ta chỉ cần đếm số phiếu bầu. Này, đã có ai nhúng tay vào cuộc bầu cử? Sàn nhà ướt khiến lá phiếu bị trộn lẫn. Giờ thì lấy đâu ra bầu cử công bằng? Ai nhặt được nhiều phiếu hơn sẽ là người chiến thắng. Tony phát ốm vì điều này. Hãy giải quyết như những người đàn ông đi. Không, như vậy cũng chẳng có lợi gì. Ít nhất là có cho bác bảo vệ. Dù bạn có nói gì đi nữa, quyền lực nằm ở người dân. Đó là những gì đã
đã xảy ra. Vô tình là kết cục cuối cùng. Chủ tịch hội học sinh là bác bảo vệ. Khuôn viên trường sẽ sạch sẽ hơn bao giờ hết. Bạn nghĩ sao về cuộc bầu cử chủ tịch ở Trump Trump 2? Bạn sẽ bỏ phiếu cho ai nào? Bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nha. Đừng quên like video này và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới tại kênh Trump Trump Trick nha.